nhá, quay cho các bạn trước khi mà gửi chim đi sang Long Biên cho bác nhá. Chim mình đã đóng vào cái hộp như này nhá. Một cân cá mì. Lưu ý một chút nhé, mùa này là mùa chim thay lông ấy, thì các bạn có 1-2 ngày là tắm cho nó một lần này, và cái áo lồng ấy thì che một nửa lại, mặc dù là chim thuần nhưng mà vẫn phải che nửa áo lồng để cho nó tập làm quen với chủ mới và môi trường mới. Và đặc biệt với họ mi nữa thì mình cần phải không nên bung hết áo lồng, bung quá nhiều thì là con chim dần dần mất điện và sẽ hót kém đi. Lưu ý các bạn chăm sóc như vậy thôi. Cám thì dùng bình thường, mùa tươi thì ăn hàng ngày nhé, vào buổi sáng và chiều. Con này thì lông lá thì cũng thay được tầm khoảng 60-70% thôi. Clip mình xin tạm dừng ở đây. Giờ đang gửi chim và gọi giải đáp và gửi cho bác nhé. Cảm ơn bác ủng hộ chim cảnh rất tuyệt. Cảm ơn Thu Trang và anh gì quên tên rồi. Thu Trang, tôi gọi là Thu Trang đi. Thì mỗi biết mỗi chị Thu Trang chị chuyển tiền này. Chim mà khi mới về nhé, đây với một áo lồng như thế này nhé, thì anh sử dụng cái kẹp này cho em này, đấy kẹp này, kéo cái khóa xuống cái vanh thứ nhất này, đấy. Vén lên một chút đi, vén lên tầm này đi, kẹp vào bạn, đấy dùng cái kẹp kẹp vào đây, đấy. Để tầm tầm này thôi, đấy. Là được rồi nhé. Đấy, bên này thế, bên này thì cũng vén lên một chút đi. Đấy, khoảng tầm này thôi. Không nên mà mở bung hết ra thì kể cả một con chim thuần nữa. Sau này nó sẽ làm dần dần cho nó để nó quen với cái chủ mới nhé. Đấy, để cho nó yên tĩnh. Đặt cái đất này. Đấy, về địa bàn mới cho mình phải nuôi dần dần nó. Quen đây, anh nhìn kỹ này. Đấy. Quen nó tĩnh, cái con chim ấy thì mình nuôi nó tĩnh hơn. Đấy. Hơn nữa mùa này mùa thay lông thế, mình phải làm sao cho nó khéo léo nhẹ nhàng. Đấy. Hết vanh thứ nhất nhé, đằng sau vẫn còn để một nửa một chút áo đằng phía sau này, làm một điểm tựa cho nó mà nhé. Về nhà thì anh có thể là treo cái tầm ngang ngang ngực người thôi, treo ở góc tường ấy. Đấy, thì treo lên thì nó sẽ tốt hơn. Clip xin tạm dừng ở đây nhé. Cảm ơn anh em ủng hộ chim cảnh rất nhiều.